Xin chào quý vị các bạn, nối tiếp series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ đang được triển khai tại didongcaocap.vn. Hôm nay didongcaocap.vn giới thiệu các bạn video giới thiệu về dịch vụ thay mới khay SIM của Samsung Galaxy A3 2016 tại didongcaocap.vn. Trên hình các bạn thể thấy đây là cụm khay SIM của Samsung Galaxy J3 2016. Khi khách hàng gặp lỗi sự cố liên quan đến phần khay SIM của J3 2016 không nhận SIM, chập chờn lúc được cũng không với chân SIM. Các bạn có thể thấy đây là chân SIM của J3 2016. Quý hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của didongcaocap.vn. Hiện nay didongcaocap.vn có sẵn khay SIM mới thay cho quý vị các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ thay mới khay SIM của J3 2016, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của didongcaocap.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Một lần nữa, didongcaocap.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.